con đường này thấy nguy hiểm không? Rất là khủng khiếp con đường này, cho nên không biết sao nghe cái Sato đó mà bây giờ mình đi con đường này mình thấy là cũng có hấp dẫn đến cái Sato ô tô đó đó. Bây giờ chúng tôi đi đó, telephone. Thấy con đường không? Wow, con đường. Hôm nay chúng ta đang đi lên con đường Sato, nhưng mà tới đây thì gặp mấy con trù. Nó đến để mình quen đây, muốn làm thịt đây hả? Đây là đứng đi nhìn coi, đứng sắp bằng một cái nhìn nè, thấy lạ quá, đứng sắp bằng một cái nhìn đó, đó coi. Người thấy bên này nó thấy sao mà có người đi tới thăm nó chạy tới nó nhìn nè, chạy tới nó nhìn nè. Đó, 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 tới, kêu tới, kêu tới, kêu tới. Dạ. Kêu tới, kêu tới, đó, đó, nó tới đó, nó tới đó. Đó. Đó, nó tới đó, nó tới đó, nó tới đó. Nó tới đó. Kêu nó, kêu nó, kêu nó. Đó, kêu nó, kêu nó, kêu nó, bỏ lên, cho nó, kêu nó, kêu nó. Đến nè, đến nè, đến đứng sắp phần 1 có nhìn nè. Đây nè, đứng sắp phần 1 có nhìn coi kìa, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Đó, lạ không? Đó, coi đứng sắp phần 1 có nhìn đó. Đó, đứng sắp phần 1 có nhìn đó. Thì sao, lại đây coi, bây giờ mần thịt con nào trước đây? Mày trước hả? Mày trước phải không? Tao làm mày trước phải không? Làm con nào? À, là sắp phần 1, đứng sắp phần 1 cho tao. Đứng sắp phần 1, điểm danh nhau. Dạ. Hả bố? Đó là đứng kiểm danh, đứng nào mà kiểm danh nhau. Gạt lão bố. Coi coi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, mấy con lại? 13 14 con. Con xe hả? Đứng kiểm danh. Ồ, con này bự nữa ha. Con này bự quá ha. Con nó mập ha. Con này mập à. Con này toàn do lông nữa. Con nó thịt chắc nhiều hả? Ghê vậy. Té đó nghe. Chừng té nó ăn thịt hại. Dễ thương ha. Ô la la la, dễ thương ha. Dạ. Dạ. Cho ăn cỏ đi. Bả nhiều quá hả? Không tới hả? Không tới. Ê, đứng sắp phần 1 thôi không tụi bay. Sao? À, trời có lạnh lắm không? Ừ. Làm sao cảm thấy sao thời tiết sao bay? Tao lạnh quá rồi. Tao lạnh quá nó, rồi. Nó nhờ lông nó có lạnh đâu hả? Ừ. Lông nó dày lắm. Lông nó dày lắm. Ừ. Thì có con kia nó kêu kìa, con xa xa nó kêu kìa. À, đứng sắp phần 1 rồi, à, không? Vậy thấy không? Rồi, giờ đi tiếp, lên tiếp rồi sao? Bây giờ đi tiếp. Tới đây gặp nó, gặp mấy trụ lại ghé thăm nó chút xíu rồi. Ở đây cái coi. Ốp. Ừ, cho con nó dễ thương ha, cái bên kia nó không thích ha. Con này dễ thương rồi. Ê. Hải đừng có làm sợ Hải. Tại sợ mất rồi. Vì sao đó. Thấy Hải là nó chạy luôn rồi. Đây là nó bây giờ thấy là quê ở bên đây là bây giờ là coi như là nuôi trù không à. Trù bò ngựa. Thấy quá xa. Cảnh đồng quê của nước Pháp. Cái khu này như là đường lên đây là nó như nó nuôi trù nhiều, trù bò nữa, phong cảnh lạnh, trù quá trời trù, nó đứng nó dòm á, phong cảnh chúng tôi đang đi lên đó, cái Sato ở trên đầu đó đây đó, chúng tôi vừa lên thấy đó, quý vị thấy đó Sato đó đó. Bây giờ đang đi lên đó thì trên đoạn đường đi lên thì gặp một số nhà nó nuôi trù, ngựa, bò. Thì cảnh cũng như Việt Nam mình thì cũng nuôi vậy, nhưng mà bên đây là xứ lạnh nữa, nó khác. Và chúng tôi đang lên đó đó, đây là xe chúng tôi đang đi tới đây.
giờ để tiếp tục đi tiếp. Mình phải coi cho biết cái chỗ này lên tới đâu này. Tiếp tục để đi lên tới cái lầu đài. Okay. Quay đây. Đây là ngõ vô lên cái đồi Sion. Đây này nó cũng có cái chỗ nhiều chỗ đẹp lắm. Hôm nay cũng có cái tượng bà Mary đây. Rồi đây thì có ngõ vô. Bây giờ chúng mình đi lên đi tham quan. Có cái nhà thờ cũng khá là đẹp. Cái đường đi cái hai bên có hai đầu cây cũng đẹp. Hôm nay là lạnh đó, gió. Các bạn nghe gió ào ào không? Trời lạnh quá trời. Gió luôn. Lạnh đó, gió. Gió lạnh quá, gió. Gió quơ 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 hết đó. Nghe ào ào. Ở đây đó, găng tay găng luôn mà cái chuẩn bị vậy đó. Không có găng là chết luôn à. Chết luôn đó. Tay nó cứng đơ luôn. Giờ chúng tôi đi đến cái tượng đài ở kia kìa. Ở chỗ nó có cái nhà thờ cũng lớn lắm. Chúng tôi quay cho các bạn. Cũng đẹp ha. Lúc này cây hết lá rồi. Đó, cây nó trơ trọi. Không có lá nào hết. Đây. Cây. Cảnh nó đẹp ha. Vậy đẹp quá. Vậy bây giờ đứng lên cái tượng đài đó, quay cái tượng đài đó. Ở trên nó có bà Mary với Chúa Giêsu gì đó. Để coi phải gì không? Một cảnh này hết nó quay xuống dưới luôn đó. Trên này cái đồi cao thử không? Bên dưới thấy thành phố. Tất cả thành phố như thế này. Bắt đầu tê rồi. Không sao. Vậy không sao, có găng không sao. Không có găng chắc coi không nổi đâu. Găng này cũng lạnh nè. Lạnh không? Găng này cũng lạnh quá trời. Da nè. Da dạ, nhưng mà nó cũng đỡ chút. Mà nó không ấm bằng cái găng đó. Đúng rồi, không ấm bằng cái len. Không ấm bằng cái len. Nhưng mà nó cũng đỡ chút thôi. Cái len đó nó mới ấm, còn này đó. Nhưng mà đỡ gió hả? Wow. Gió nó không vô. Cái len nó gió nó không vô. Quê nó cũng đỡ hơn. Còn cái len này gió nó vô. Nó thổi vô được. Còn cái găng. Cái len nó mang cái này vô nữa. À, có hai cái vậy đó. Giờ mình đi lại trước còn quay cái này làm sao.
bên sau nó cái tượng đài. Ở trong các bạn thấy không? Ở trong có tượng bà Mary với chắc Chúa Giêsu ở kia. Thấy dưới đủ thứ hết á, mấy cái làng dưới đâu rồi nhỏ nhỏ. Hồi nãy chúng tôi ở dưới đó đó, bây giờ chúng tôi lên tới trên này rồi nè. Hồi nãy chúng tôi đi con đường dưới đó đó, con đường dưới đó chúng tôi quấn một vòng đi lên cái Sato, lên cái ở đây đó. Bây giờ chúng tôi đã đến rồi đó, quý vị thấy con dưới, thấy xung quanh, thấy dưới cái đó, ở dưới cái đồi theo dưới có mấy cái làng nhỏ nhỏ đó, ở dưới đó chúng tôi lên tới đây. Đây là bàn ghế người ta làm lễ ngoài trời đây nè, ở đây. À đây có đài, quay đài. Ở đây nè. Đẹp này, đẹp này. Này là gọi là máng cỏ Chúa Giêsu sanh ra đó. Đây gần lên mày. Này nó bên gần. Thấy một bên thì nó để đỏ. Chúa Giêsu nằm trong cái máng cỏ đó. Rồi có ba ông vua, ba cái người mà gọi là như là thầy thiên văn học hồi xưa vậy đó, đến đặng cho Chúa Giêsu những món quà vàng, nhũ hương, mộc dược. Đó ba ông thầy đây, có bà Mary đó. Đó, mấy cái nhà này là mấy bà sơ vô đây nè, ăn uống chỗ này nè. Mấy người ta đi hành hương này. Mấy người ta đi nhà thờ này ở đó. Phong cảnh này. Đây cảnh cũng hơi, cũng rất là thơ mộng ha. Rất là romantic. Ngồi đây nè, ngồi đây có hai tình, gặp tình nhân ngồi đây là sướng rồi đó. Ngắm cảnh này cũng đã rồi. Ừ, mà ngồi nó lát được đông đá à. Nhưng mà hồi này thì ngồi, hai người ngồi thì cứng luôn. Hỏi như vậy. Ở đây là hôm trai là cứng luôn vậy đó. Đây, để tiếp. Tiếp à. Đây, nó có cho vô không ta? Không cho vô, nó đóng cửa rồi, đóng cửa. Nó đi ra ngó kia chứ, ngó này hả? Không, đi ra ngoài, ngoài giúp cho các bạn, các bạn. Đây là làm cái bàn nè, cái móng ngựa nè, đây nó chỉ theo cho hướng mình đi nè. Nó chỉ hướng mình đi đó. Đây nè. Nó chỉ từ cái thành phố luôn á. Thành phố Jericho nè. Này Marinville nè. Jacksonville. Libertyville. Grand Tournoi, đây nằm đây. Bene Centre. Nancy đây. Nancy đây. Đây, Nancy đi hướng này. Nancy đi hướng này. Đó, nhìn thẳng là thấy Nancy. Đó, Nancy đây đi hướng này đi bà con. Đó. Chỗ nhà mình ở đó. Đó đây đang đứng trên hướng này nè. Đó Nancy là đi xuống dưới đó đó. Trời, cái mấy cái đám rừng thấy đẹp quá ha. Đám rừng thấy lạ ghê ha. Ở mấy nhà nhỏ thôi. Cái xóm mà cái xóm nhà lá ở dưới đó. Cái này là Sirocco hay gì nè? Không, Pre, tên là Pre nè, Pre.